Đời sống thú vị xin chào các bạn. Cái giàn nóng thì thường thường nó có 3 loại này. Loại chạy bằng không khí là tự nhiên đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là dùng quạt. Đấy, quạt thổi vào giàn nóng. Cái thứ ba nữa là dùng bằng nước. Thì hôm nay tôi nói về cái chạy bằng nước. Đấy. Thì cái chạy bằng nước thì thế này. Ta sẽ, đây là cái ống bên trong, ống hơi này, ống ga chạy vào đây nhé. Đấy, ga lúc vào thì vào ở trên, nhưng nước vào thì vào bên dưới, ra ở trên. Đấy, ga thì vào ở trên, ra ở dưới, thì cái đầu này là phi lọc và cáp phun. Cái đầu ga vào này, đó, nó đi từ dưới này, đấy, đi từ dưới này, đi từ dưới này đi lên này. Đi lên đó thì vào đây, ga vào đây đó. Và nước ra thì ra ở đây đó. Thì nó vào ở trên này đó, sau đó là đi một vòng mấy vòng rồi bắt đầu đi ra nó đi ra cũng dốc như thế, khoảng 30 đến 45 độ đó. Các bạn để ý nó hơi nghiêng thế. Thì đấy, ga thì đi bên trong, còn nước thì đi bên ngoài, nước để nó làm mát. Thì cái đầu vào á, đầu vào các bạn phải đi là, đầu vào là đi bên dưới, đây, đó, đầu vào, nước vào đây, đó, đi ra đây, nước ra đây, đó, nước ra là bên trên, thế còn đầu ga vào đây. Còn ra ở bên dưới đó thì các bạn đi ngược như vậy đó. Ga vào thì ở trên này đó. Và ra ở dưới này đó. Bởi vì khi mà ga nó vào ấy, thì nó được làm ngưng tụ đấy, do làm mát bằng nước này nó ngưng tụ lại thì nó chảy ra đấy, cái dịch nó sẽ chảy ra ở bên dưới và sẽ ra phin ra cáp đó. Thế còn nước ấy, mình muốn làm mát ấy, thì phải làm mát từ bên dưới. Đấy, nó vào bên dưới bắt đầu nó làm mát, càng về cuối thì càng mát. Đó, nó như thế, mình đi ngược lại. Đấy, đi ngược lại với ga, các bạn nhớ là như vậy. Như ở đây tôi chạy cái lốc là lốc 1 pha 2 ngựa rưỡi. Đấy, thì tôi đi có 3 vòng ống thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn học nghe điện lại thành công.